Vâng, xin chào người nhá. Mọi người đang hát karaoke, đang vui vẻ như này thì hết pin đúng không ạ? Lại đứng lên đi mua pin. Đấy, rồi là các cái đồ chơi của trẻ nhỏ nhà mình thì chốc lại phải thay pin, nhát lại phải thay pin, rất là tốn kém. Thì trong clip trước thì mình đã chia sẻ cho mọi người là cái pin của Beptune, pin 1,5V nhá. Mọi người lưu ý pin sạc 1,5V. Đấy, thì tí mình sẽ chia sẻ là vì sao mình phải chú ý cái vấn đề đấy. Rồi thì hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người cái pin là của Double. Đấy, thì rất nhiều anh em muốn mình review thêm cái loại này, xem là nên chọn loại double hay là loại của Beto. Đấy, sạc cũng như vậy. Vâng, và bây giờ chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu về hai loại này nhé. Vâng, và cái lưu ý đầu tiên khi mọi người chọn cái pin sạc thì đó chính là pin 1,5V. Mình chưa nói là của hãng nào nhé. Đây này, mọi người nhìn chưa, 1,5V. Đây là của Beto này, này là của Beto này, này là của double này. Đấy, thì mọi người đều phải tìm là 1,5V. Đấy, loại 1,2V thì nó rất là rẻ và rất là nhiều người đã bị mua nhầm. Ngay cả mình ngày trước khi mình chưa biết nhiều về cái loại pin sạc như này, mình cũng đã nhầm rồi. Đấy, và trên đầu nó sạc luôn nhá, thì tí mình sẽ nói về cái vấn đề đấy. Vâng, kể cả là pin đũa như này, pin đũa dùng cho các cái loại điều khiển như khiển điều hòa chẳng hạn, nó nhỏ nhỏ như này, thì mọi người cũng phải lưu ý là pin này là 1,5V, 1200 là miliwatt giờ. Đấy, thì mọi người phải lưu ý cái vấn đề đấy. Pin này cũng là 60.000 một viên rồi đấy. Rồi tí mình sẽ nói giá sau nhá. Vâng, và đặc biệt là bên cạnh các cái loại pin xịn như pin Petron và pin Double như này thì cũng có các cái loại mà nó không có thương hiệu như này nhá. Đấy, cũng là pin 1,5V này và cũng là pin sạc. Đấy, nhưng mà cái dung lượng của nó thì nó thấp hơn cái pin này rất là nhiều. Nói chung là mình đã mua về, mình đã thử rất là nhiều các loại pin sạc rồi. Còn bên cạnh đó thì đây là pin 1,2V. Thì mọi người lưu ý khi mua pin sạc là không nên mua loại pin này, tại vì nó sẽ không phù hợp với các thiết bị của nhà mình đâu, dùng một lúc là báo hết pin. Đấy, ok chưa ạ? Thì cái pin này nói chung là cũng xài được, pin 1,5V pin sạc cũng xài được, dung lượng của nó thấp thôi. Mà theo mình nghĩ là nếu mà để nói là bỏ đến 2 năm 30 nghìn ra để mua một viên pin như này đấy, thì thà rằng mình bỏ tiền ra mình mua cái loại pin chính hãng xịn của Beton hoặc là của Double như này thì nó ngon hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta hãy đi tìm hiểu về hai loại này nhá. Dạ vâng, thì cái đầu tiên về giá đấy, mình cho mọi người biết về giá luôn, chắc là rất là nhiều người vậy là đang mong ngóng đúng không ạ? Thì pin này mình mua với cái giá rẻ nhất là 50.000 một viên. 50.000 một viên. Pin này nó chỉ có 2.800 là miliwatt giờ thôi, nó thấp hơn pin này. Pin này là 3.400. Thì so sánh với lại pin pin của 3.400 của Beton nhá. Đây là pin double này. Đây mình cho vào đây cho mọi người dễ đấy, đấy, đấy pin double này. Rồi mình lấy pin khác, mình đấy. Thì cái 3.400 và 3.500 này thì thôi mình tính là nó sàn sàn như nhau. Thì cái giá của cái double này nó rẻ hơn. Đấy, là mình mua 4 viên này là mất 260k. Đấy, là không có chơi gì nhá, là 260k. Đấy, còn 4 viên của cái pin Beton đấy thì nó phải rơi tầm khoảng 280, nhiều shop còn bán đến 300 ngàn. Đấy. Vâng, và cái pin Beton thì theo mình mua lẻ nhá, là mình thấy nó đắt hơn. Vâng, vậy thì nó hơn nhau ở điểm nào mà nó lại đắt hơn vậy? Và vâng, và cái thời gian sử dụng của nó, mình sử dụng cái pin 3.400 này và 3.500 của Beton thì mình thấy là pin Beton thì vẫn nhỉnh hơn tí, thì dung lượng nó cao hơn, nó phải nhỉnh hơn rồi đúng không ạ? Đấy là điều gọi là dễ hiểu. Vâng, và cái pin double này thì như vừa nãy mình đã nói với cái chân sạc như này đấy, thì mình đánh giá rất cao là nó có cái chân sạc này, nó có thể sạc trực tiếp được vào pin thay vì mình phải mất thêm hơn 100k để mình mua một cái đốc sạc này. Đấy, rồi tí nữa mình sẽ cho mọi người xem là cái đốc sạc có sạc được hai loại pin này không nhá. Pin double có sạc được Beton và Beton có sạc được được double không nhá. Đấy, thì không phải mua sạc đúng không ạ? Mà trong cái đó giá của nó chỉ có 60k một viên thôi. Thì nếu mà theo như cái góc nhìn về kinh tế thì là cái quả này nó hay hơn. Ok chưa ạ? Vâng, và tiếp đến vấn đề là sạc. Thì hai cái sạc này có giá nó sàn sàn nhau tầm khoảng hơn 100k một tí. Đấy, thì bây giờ nhá, đây là sạc của double nhá. Đây, đang sạc pin của double. Bây giờ mình sẽ lấy pin double cắm sang bên Beton này. Thì nhà nào mà ví dụ có sạc Beton rồi mà muốn dùng pin double thì thưa mọi người nào vẫn dùng được. Ok chưa? Vẫn dùng được, vẫn sạc được. Đây mình sẽ cho mọi người xem. Quả nào nó hết hết pin được cơ. Mình đây. Đấy, nó nhảy cái này lên này. Đấy, mọi người nhìn chưa? Đấy, không đấy 0,38A, đây là nó đầy rồi. Đây là mình sạc đầy hết rồi. Rồi, giờ mình sẽ thử sang pin Beton sang bên này nhé.
Đấy, 0,342 chưa? Đấy, rồi bây giờ mình cho sang bên này. Tiện mình test luôn xem là bên nào sạc nhanh hơn, ok chưa ạ? Cũng vậy thôi, nghĩa là tốc độ sạc của hai sạc này, cái tốc độ tức là cái dòng vào của nó ấy, là cũng như nhau thôi. Dạ vâng, và cũng sẽ rất nhiều người tò mò là cái cục pin như này mọi người mua cho giá nó rẻ thì có sạc được vào hai sạc này không nhá, thì mình cũng test thử cho mọi người xem luôn nè. Sạc này nó không sạc vào nhá mọi người nhá. Đấy, nghĩa là cái cục pin này, cái cục pin chính hãng của người ta làm này, kể cả Beltone hay của Double này, nó có một cái gì đó chip trước gì đó ở bên trong thì nó thực sự là mình chưa tìm hiểu về cái vấn đề này, nhưng mà nó không sạc được pin linh tinh, kể cả là pin 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 mình mua ngoài ngoài tạp hóa đấy. Ồ, cái này được này. Double lại sạc được cái là cái loại này này, vào dòng 2A này, mọi người nhìn chưa, ui hay chưa này. À, chà. Vâng, vậy thì một cái điểm cộng cực kỳ lớn cho cái sạc của Double, ok chưa ạ? Tức là mình có thể dùng các cái loại pin mà không chính hãng hay pin của Trung Quốc kìa. À, hôm nọ mình mới thử cái này thôi, hôm nay mình mới test cái này đấy, mình phát hiện rất là hay ho đấy. Đấy, ví dụ là những cái thiết bị nào nó không quan trọng ấy thì mình cũng thể là mua cái sạc, à, mình cũng thể mua pin này về mình thay thế đấy, mình dùng cho nó đỡ tốn kém hơn pin này. Thực sự là pin này mua là rất là chát đúng không ạ? Vâng, nhưng mà nói thực sự mọi người là vào dòng 2,4A như này thì mình nghĩ là nó không an toàn đâu, tại vì mình thấy ui nóng lắm mọi người ạ, nóng lắm thực sự, là dòng nó rất là lớn đây mọi người nhìn chưa, rất là lớn. Thôi tốt nhất là mình ví dụ ai có sạc cái dòng pin này đấy thì mình nên canh nhé, mình nên để ui nóng lắm mọi người, không nên, thực sự mọi người đấy nóng lắm. Dòng 2,4A này là dòng nó rất là lớn rồi, nó rất dễ gây cháy nổ. Thôi nói chung là mình có một lời khuyên chân thành là mình không nên xài các loại pin như này, xài pin như này nên mua cái loại sạc chuyên dụng của nó, dòng nó thấp thôi thì ok đấy. Vâng, và từ sớm giờ thì toàn thấy nói hay về mấy cái pin chính hãng này đúng không ạ, thì không biết là vì sao lại phải dùng như vậy, thì chắc chắn là sẽ có nhiều người đặt câu hỏi. Thì đây đây là cái tác phẩm của cái việc là dùng pin mua ngoài tạp hóa rồi về lắp vào rồi nó hết pin lười thay đây. Đây mọi người nhìn chưa, hỏng hết luôn cả cái thiết bị này của mình. Đấy, thiết bị này, thiết bị gọi là báo động gắn cửa đây. Đấy, đây là cái tác hại của việc là mình hết pin mà mình lười thay. Thì cái pin này nó không như vậy. Đây. Đấy. Đây cái pin này là pin 3 chữ A. Pin này như vừa nãy mình nói đấy là nó là 1,5V và 1200 là miliwatt giờ. Đấy, 60k đấy, không phải rẻ đâu. Đấy. Rồi. Và đây chính là cái trường hợp của pin mà khi nó cạn hết pin mình không tháo ra, nó sẽ chảy hết axit vào. Đấy, gây ra hỏng cái thiết bị của mình. Hỏng thiết bị của mình là một chuyện rồi, rồi nó còn ảnh hưởng đến cái môi trường. Mỗi cái quả pin này mà thải ra môi trường ấy thì nó lại làm ô nhiễm môi trường thêm rất là nhiều đúng không ạ? Vì vậy nếu mà chúng ta muốn chung tay bảo vệ môi trường thì hãy dùng các cái loại pin đẹp, loại pin xịn. Và khi xả cái rác pin này nhá, thì mọi người cũng nên gói vào một cái gói cẩn thận để cho bên phân loại rác người ta có thể xử lý cái pin này một cách triệt để, ok chưa ạ? Vâng, chốt lại cái quan điểm cá nhân của mình nhé. Đây là mình không so sánh giữa hai cái hãng này về cái dung lượng hay là cái thời lượng dùng, thì mình thấy gần như là nó như nhau. Pin chính hãng này các công nghệ chắc là cũng sàn sàn gọi là như nhau thôi. Thế nên là mình không đánh giá về cái mặt là pin nào tốt, pin nào xấu. Đấy mà mình đánh giá cái ưu điểm của nó thôi. Thì cái pin này nó có một cái lợi thế là nó khá là rẻ. Đấy, và nó có thể sạc trực tiếp rồi này. Pin bên này cũng có sạc trực tiếp nhưng mà nó đắt hơn một chút xíu. Đấy, thế nên mọi người hãy cân nhắc là mua bên nào cho nó hợp lý. Còn về sạc thì mình thấy cái sạc này nó nhỉnh hơn, là nó sạc được cả cái loại pin cùi này. Đấy, ok chưa? Nó sạc pin cùi nhưng mà mình không khuyến khích mọi người dùng pin này nhá. Dùng pin này rồi sạc nó cháy nổ là rất là dở đấy. Đấy, thế nên mình không khuyến khích dùng pin này. Mọi người đầu tư một cái bộ pin xịn như này nhá, mình khẳng định với mọi người không bao giờ phải hối hận. Có hát cái khản cổ, hát karaoke khản cổ không bao giờ biết hết pin, nói nhanh cho nó vuông, nếu mà từ lúc mà pin đầy để mà hát nó hết pin nó quá là vất vả đấy. Vâng, và đến các cái thiết bị như kiểu như là cái van nước cảm biến hay là cái cảm biến ở trong cái nhà vệ sinh của nhà mình đúng không ạ, vòi nước cảm biến đấy, hay là cái xả nước bồn cầu như hôm nọ mình cũng giới thiệu qua đấy, thì nắp các cái pin như này ấy, nói thật với mọi người nhé, có khi là đến 2 năm mọi người mới phải tháo ra, người ta là mọi người thay một lần. Thế nên là
nhanh tay mà mua cái pin này, mình cái này mình không quảng cáo nhá. Đấy, mà mình để ninh tất tần tật như này, sạc này, sạc Beton rồi sạc của Double này, với pin Beton, pin Double mình sẽ để luôn ở cái phần link mô tả. Cái này mọi người có mua thì mình cũng để kèm theo, nhưng mà mình nói thật sự với mọi người là mình không 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 khuyến khích mọi người dùng cái loại này. Để mình sạc, mình thấy nó nhanh nhanh vào đó là mình thấy nó không an toàn. Ok chưa? Vâng, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cho mình một like video. Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.